cửa hàng Nhật Long Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạ tầm trung nòng đứng, và em này đến từ thương hiệu Shinway nha. Đó, Shinway. Mã số là EA2037 nha mọi người. Hàng hệ đời mới 4 số nhé. Em này thì 37cc nha, dành cho anh em sử dụng các gia đình làm nhà vườn nha mọi người. Thì em này có các đặc điểm chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, chốt e tự động này, và có thắng xích nha mọi người. Nói chung là đầy đủ các chức năng, anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà rất là vừa tầm nha mọi người. Đó, nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng. Và đặc biệt em máy đang quay cho anh em ngày hôm nay rất là sáng, rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này nhé. Mã số seri của em đây, EA2037S, mã số seri là 5800-4423, Made in Japan nha mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Lam của em này được sử dụng ráp ráp lam Latin nha, đó, lam trượt nha mọi người, đó, và lam 40cm, mặt cắt là còn 35, xích được sử dụng xích chung 91 nha mọi người, đó, xích thì đã được ráp xích mới, lam Latin xích mới, anh em yên tâm sử dụng, yên tâm tải, về nói chung không phải lo về mảng rũa, đổi nguyên liệu vào là sử dụng ngay nha mọi người. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, và trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích trực tiếp tại máu ốp lam. Đây là con vít đẹp này, con tăng xích mọi người. Đây phía mặt máu ốp lam đây, các tem mạc còn nguyên và rất là đẹp nha. Cực kỳ là mới mọi người. Còn rất là sáng nhá. Lốc mặt tiền đây nha. Thì lốc mặt tiền có thiết kế cho mình cái hàm rồng là vẫn còn này. Đó, và độ thể chùa ít nha mọi người. Tình trạng máy là riêng nguyên bản nhé, bảo hành bao lột nòng 12 tháng, anh em mua sẽ được tặng kèm 3 món đồ, tip mở buji, buji và rũa nha mọi người. Đây, lốc mặt tiền đây, rất là sáng nha mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Đó, thì bên trước này thiết kế cho mình lắp bình chứa nguyên liệu, nhớt thải để bôi trơn làm xích nha mọi người. Còn đằng sau màu đỏ này là xăng pha chữ với nhớt nhé. Đó, bên phía mặt má ốp là các tem mà tem thương hiệu là vẫn còn Emma Echo. Đó, các em hướng dẫn sử dụng. Bên phía chụp giật thì được thiết kế cho mình bộ giật trợ lực, và bộ giật trợ lực này là bộ giật trợ lực nhỏ nhé. Nói chung là so với hộp giật thường, so với các máy thường nó sẽ giảm giật hơn là rất là nhiều nha mọi người. Đó, bên phía chụp giật thì tam mạc vẫn còn chưa được quên. Turbo lên gì này. Đó, đời mới 4 số này, EA2730. Rồi em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem nhé. Màng lọc của em này được thiết kế màng lọc tròn nha mọi người. Màng lọc tròn nhé, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xa con vào đầu nòng. Màng lọc này được thiết kế màng lọc giấy nha mọi người. Đây, bên trong của nó là được thiết kế một màng nhôm sắt này. Đấy, là nó bị chống bị móp méo nha mọi người. Đó, rất là kín đáo nha, rất là sáng nha mọi người. Đó, anh em muốn xem chi tiết hình ảnh thì nhắn tin qua Zalo nhé, bên sẽ gửi chi tiết cho người xem ha. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Giờ em sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Giá của em này là 3.200.000 đồng. Anh em nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động nhé. Đẩy lên là xài, gan ti khá là êm, máy bốc, và thứ hai đó là nhớt lam ra rất là tốt nha mọi người. Đó, rất là nhẹ nhàng nha. Chú nào có tuổi mình nên sử dụng những dòng máy như thế này, đời cao, thứ hai là có đầy đủ các chức năng và đặc điểm là có trợ lực nữa, nên là mình cũng kéo rất là nhẹ nhàng ha, chỉ cần nhích nhẹ lên cái là nổ nhá, không cần phải dùng sức lực nhiều nha. Mm-hmm.
Ok, em Sidaway EA2037 37cc, giá là 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0986 28901 để ra hàng nha mọi người. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo, anh em muốn xem chi tiết thì hình ảnh video mình nhắn tin qua Zalo nhé. Đó, anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nha mọi người.